Dạ em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Tim Sắt Đức Thắng nha bà con. Này, tối rồi em không quay theo yêu cầu của anh em lên ít máy dầu. Thì vì nó hơi tối rồi màn hình nó có thể là nó hơi mờ. Rồi anh em cũng như cô bác mình chịu khó nhìn giùm em ha. Cái này thì cái NS40. Cái này gió bá dê ngân anh em. Gió bá dê. Tình trạng là thiếu mấy cái que nè. Bên que đây thì em có về nha cô chú. Em có về em sẽ gắn cho đủ que lại cô chú. Bây em mới ha. Cái này thì em thấy cái niền lô nè, bộ khóa dầu cũng thay mới nè. Nhưng mà bù lại là cái nước nó đẹp. Bù cái nước nó đẹp. Cái này chân nền bên em mới đóng. Nhà em mở cái thùng dầu giùm anh em được. Bù lửa cũng chưa có nữa, cô chú. Cái máy này là em hỗ trợ cô chú là que, còn bù lửa thì nó không có nha. Thùng dầu còn khá đẹp trai cô chú ơi. Thùng đầu dầu này cũng được. Này em coi nó số series mấy. Máy thì bù ly gin theo máy còn nè. À, chắc ớt cô chú ơi, ớt nó có trái đèn. Cái này số series nó 200173 cô chú ơi. 200173. Cái này còn nhưng mà ốc này còn có một con một, hai tấm hết con. Máy thì nó chùi lủi vậy nè. Đó. Nốt nước thì bên em nữa gắn vô cho cô chú mình ha. Con hút trộn đây nè. Cái canh dầu nước dầu dơ lắm. Hoặc là con kiếm cái máy nào còn dầu con hút ra đi. Rồi giờ đem nhận thừa test hàng cho cô chú mình ha. Cái này bên em hỗ trợ phần bên em là tặng cô chú mình cái nút nước nè, cái bô e, còn cái bô lửa không có cô chú này, cô chú nhớ lưu ý giùm em nha. Máy này có hai điểm, một cái là cái điện này, điện lô nè, ruột bóng lô, bộ có dầu mới, thùng dầu còn đẹp, có nước đẹp. Cái này em bán cho cô chú là 3.7 bao ship cô chú. Cô chú nào mua tại chỗ thì tính cô chú 3.3. Là con đầu tiên. Cái này là văn ma chạy gió mà ớt 40 cái gì nè. Đây nhờ em nhờ được hôm qua đây em cái nhìn nó thấy rồi, chắc coi trong bánh trớn quá, nhờ coi trong bánh trớn rồi. Cái này cô chú 50 ớt 50 cô chú ơi, ớt 50. Cái này cô chú chạy bơm nước, cô chú có miếng đất nhỏ nhỏ ha, cô chú xài khỏi canh nước tiện lắm. Và tiếp tục với cô chú mình là cái máy NS40 nước nè. Cái này cái gió, cái này nó có tôm đầy đủ không cô chú? Máy thì dên cốt em bao gin nha. Nhờ em nghiêng trước cho anh đây. Số series của em này là 00427. 00427. Máy này thì bô lửa còn, mấy đó thì không còn bô lửa. Bô ra còn.
thiếu tôm này, cô chú nào bơm nước em tặng cho cô chú mình cái tôm nha. Thùng dầu thì xấu hơn mấy bên kia. Con cái máy nguyên zin của chú mình. Ôi chụp heo đầy đủ luôn. Ô máy ken quá. Cái tiền lô nữa coi chú ơi. Chụp heo còn luôn. Bộ có dầu nguyên si luôn. Rồi nhờ em test hàng cho cô chú mình nghe thử. Rồi để em quay sơ lược lại cô chú mình nhìn ha. Máy này chụp heo. Mặt ram trước em nhìn thấy còn sáng cô chú. Bộ có dầu zin mà có bong bóng này với ruột này, ruột mới nè. Bô e bô lửa đầy đủ. Nệt 40 nước cô chú. Dòng máy này cô chú bơm nước là đúng bài luôn á. Nó nhẹ. Chứ cái này bên em sẽ khắc phục lại nè. Cái này nó bị ngóc nó bị lỏng nè. Cái này em tặng cho cô chú mình một cái tôm bơm nước ruộng ha. Cái số sẽ ghi của nó là 000427. Cái này em bán cho cô chú là 3.4 bao ship cô chú. 3.4 bao ship. Còn cô chú nào lấy hai cái ha. Thì em tính cô chú em mỗi cái em bớt lại cô chú 100.000. Cái nước cái gió. À, tiếp tục cô chú là một con Kubota ra 85 nè. Máy này thì ngoại hình hơi bong chóc cô chú. Cô chú nếu mà kỹ về cô chú sơn thêm ha. À, còn áo nó thì nó về nguyên bản thì nó làm sao em để vậy nè. Đó. Bô e bô lửa đầy đủ, hơi bị con chốt hơi xét một tí chút. Đúng rồi, mấy con móc vô trước đi. Còn số series của máy này là 452 65. Là số series của máy này. Đó. Bô e bô lửa đầy đủ hết. Nay tối em quay cái thời lượng nó hơi ngắn tí xíu, mong cô chú mình bỏ qua. Còn cô chú nào muốn cần thêm chi tiết thì cứ nhắn qua Zalo bên em. Rồi sáng ngày mai em sẽ quay thật là kỹ với cô chú mình coi. Máy này thì em bao zin cho chú mình nha, nó hơi cũ kỹ chút xíu nhưng mà máy này dòng Kubota rất là bền của chú. Nước này em bao nè, thiếu của quen ơi, thiếu quen gánh. Ồ, thùng dầu cũng còn khá đẹp trai nè, 6.5. Ồ, nắp hông bù lại, cái nắp hông nó đẹp của chú ơi. Bộ có dầu nguyên zin nè, Kubota ra 85. Mặt trước thì nó hơi bị bong chóc tiếng cô chú. Mặt trước con lấy bông ra gắn vô cái này, bông ra có mấy giữa anh nguyên thủy cô chú ơi. Rồi anh nhờ em test hàng cho cô chú mình coi cái Kubota ra 85 nè. Cái này là mấy anh em hết sức bây giờ quay hết nổi rồi. Cái này tụi em hoàn toàn không chuẩn bị trước. Hồi nãy giờ là em quay mấy bắt hỏa. Rồi trên đây vừa lôi mấy ra. Cái này hơi cung kinh. Chạy thì em chưa thấy khói cô chú, thì cái áo nó hơi xấu thì chưa mấy giờ thấy khói. Mấy dòng này cô chú không
ra rửa là lên sóng cùng cô chú lên. Anh nhờ thừa test lại cô chú mình nhìn cái nè. Máy này thì ngoại hình thì em nhìn thấy nó không được đẹp không, nhưng mà được có một cái là tiếng nổ nó chắc với mình nó không khói cô chú. Tiếng nổ chắc. Rồi đem quay sơ lược lại cô chú nhìn lần nha. Cái này là Kubota ga 85, dòng này là xài đẳng cấp luôn, nó rất là bền cô chú. Ngoại hình thì máy nói chung là không được đẹp nha, nó vô dạng sùng sùng xấu giống em á, nhưng mà em nghĩ là dễ xài á. Máy thì em bao zin cho cô chú toàn tập luôn, máy này không có đụng chạm gì hết, nhưng mà có tiếp cái là ngoại hình áo nó hơi xấu nè. Còn số CD của máy này thì em quay lại cho cô chú mình nhìn cái nha. Số CD của nó là 045265. Cái này bữa nay em bán cho cô chú là 8.2 em bao ship nha. Cô chú nào làm được máy này thì alo giùm em. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây cô chú. Cảm ơn mấy anh em nhiều ha. 8.2 cô chú. Rồi cảm ơn mấy anh em. Rồi em mua lên clip cuối cùng là ba con máy này, nó là em kết thúc của ngày làm việc hôm nay cô chú. Rồi chào cô chú.